Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, mặc dù có sức mạnh quân sự áp đảo, Nga đã không thể đẩy quân đội Ukraine trở lại biên giới ở Kursk sau nhiều tuần. Lý do thực sự của điều này là gì? Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Hàng loạt cuộc không kích mà Nga tiến hành chống lại Ukraine trong hai ngày qua với hàng trăm thiết bị bay không người lái và tên lửa đã cung cấp bằng chứng về sức mạnh quân sự bền bỉ của Moscow. Tuy nhiên, với tất cả hòa lực đó, Nga vẫn đang chật vật để giành lại một phần lãnh thổ nhỏ ở tỉnh Kursk mà Ukraine đã chiếm giữ vào đầu tháng này. Và vào ngày 28 tháng 8, quân đội của nước này còn phải đối mặt với các nỗ lực của lực lượng Kiev nhằm đột nhập vào tỉnh láng giềng Benkoros. Theo các quan chức phương Tây và các chuyên gia quân sự, lý do chính xác khiến Nga cho đến nay vẫn chưa đẩy lùi được cuộc xâm nhập nước ngoài lớn nhất vào đất nước mình kể từ Thế chiến thứ hai dường như không chỉ là vấn đề về nhân sự và thiếu thông tin tình báo chiến trường mà còn là vấn đề về các ưu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Putin tập trung vào đồn bát. Tướng Ono Seim, tham mưu trưởng quốc phòng Hà Lan cho biết, đồng thời nói thêm rằng Kursk ít quan trọng hơn đối với các nhà lãnh đạo nga vào lúc này, ông ấy không quan tâm nhiều đến khu vực này vào lúc này. Mặc dù bị bất ngờ bởi cuộc tấn công vào Kursk, nga vẫn quyết tâm giành được quyền kiểm soát Pokrovsk, một thành phố đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng ở khu vực Donbass phía đông Ukraine và các nhà lãnh đạo của nước này không có ý định nới lỏng tấn công tại mặt trận đó, theo các quan chức phương Tây và chuyên gia quân sự. Mục tiêu của tấn công mùa hè của Nga ít nhất là chiếm được Pokrovsk, đại tá Markov Reisner, người giám sát việc phát triển lực lượng tại Học viện Đào tạo Quân sự Chính của Áo và theo dõi sát sao của chiến ở Ukraine cho biết. Trong 3 tuần kể từ khi Ukraine xâm nhập Kursk, các quan chức cho biết rằng những thành quả chậm nhưng ổn định của Nga gần Pokrovsk đã tăng lên. Khi quân đội Nga tiếp tục tiến về Pokrovsk, Đại tá Reisner cho biết, bất kỳ sự suy yếu nào của động lực bên phía Nga do bất kỳ sự tái triển khai nào đến Kursk đều không thể nhận thấy. Mặc dù vậy, Moscow cũng bắt đầu phản ứng ở Kursk, gần đây đã điều động hàng nghìn binh sĩ và đe dọa sẽ trả đũa. Cuộc xâm nhập của Ukraine đã có tác động gây sốc đối với người Nga, Christopher G. Cavoli, một vị tướng của quân đội Mỹ và là chỉ huy quân sự hàng đầu của NATO cho biết trong bài phát biểu trước Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ vào ngày 15 tháng 8. Nhưng ông Cavoli nói thêm điều đó sẽ không kéo dài mãi mãi. Họ, Nga sẽ tập hợp lại và phản ứng phù hợp. Các quan chức và chuyên gia cho biết lực lượng Nga ở Kursk không có đủ quân số cũng như kinh nghiệm để phòng thủ nhanh chóng khi quân đội Ukraine tấn công dữ dội qua biên giới vào ngày 6 tháng 8 những người tham chiến không có đủ vũ khí hoặc thiết bị khác để chống lại quân đội Ukraine. Tin tức tình báo do các đồng minh phương Tây cung cấp đã giúp Ukraine có bức tranh rõ ràng hơn về vị trí của quân đội Nga trong khu vực, giúp họ quyết định những nơi có thể chiếm được mà không gặp nhiều sự kháng cự. Theo ông Nikolai Sokov, cựu nhà ngoại giao Nga và Liên Xô, hiện là thành viên cấp cao tại Trung tâm Giải trừ Quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân viên ở Áo và ban đầu không rõ ai là người chịu trách nhiệm về phản ứng của Nga. Cho đến nay, FSB, cơ quan an ninh của Nga, được giao nhiệm vụ chỉ đạo phản ứng chứ không phải bộ tham mưu quân đội Nga, cơ quan phải chịu trách nhiệm ở miền đông Ukraine. Cho đến nay, lực lượng Ukraine tuyên bố kiểm soát khoảng 100 khu định cư ở khu vực Kursk và đã bắt giữ gần 600 quân Nga. Tướng Oleksandr Zerisky, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết ngày 27 tháng 8, những con số đó không thể được xác minh độc lập, nhưng hiện tại Nga dường như đang lên kế hoạch cho một cuộc đối đầu biên giới giải hạn với Ukraine. Theo một phân tích của công ty tình báo quốc phòng Janes, phân tích kết luận rằng phản ứng của Moscow hơi chậm nhưng vẫn có phương pháp và toàn diện. Nga đã triển khai trực thăng tấn công đến Kursk và gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công bằng pháo binh vào quân đội Ukraine tại đó, ông Sokov cho biết. Hôm 28 tháng 8, Bộ Quốc phòng nga cho biết 400 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 30 thiết bị quân sự của Ukraine đã bị phá hủy tại Kursk trong 24 giờ trước đó. Khẳng định đó không thể được xác minh độc lập, nhưng tướng Serizky đã thừa nhận riêng rằng cho đến nay, nga đã triển khai 30.000 quân đến khu vực này và đang gửi thêm quân mỗi ngày. Nga đã triển khai chủ yếu các đơn vị dự bị và quân đội từ các khu vực ở phía Nam và Đông Bắc Ukraine, vốn không phải là thành phần trong đợt tấn công chính của Moscow và Pokrovsk. Các quan chức Mỹ đánh giá rằng Nga cần ít nhất 50.000 quân để đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi Kursk. Nhưng đại tá Reisner cho biết, quân tiếp viện của Nga đã làm chậm đáng kể đa đá tiến của Ukraine trong khu vực. Và có vẻ như Moscow đã tính toán rằng việc chuyển hướng đủ nguồn lực để đẩy lùi hoàn toàn cuộc xâm nhập khỏi một khu vực không quan trọng về mặt chiến thuật sẽ không phải là cách sử dụng tốt nhất sức mạnh quân sự của mình, đặc biệt là khi nó buộc Ukraine phải chi tiêu nguồn lực của mình để giữ lãnh thổ mà họ đã chiếm được. Ông Sokov chia sẻ, nếu bạn ném mọi thứ bạn có vào Kursk, thì bạn đang chơi trò chơi của Ukraine. Với cuộc ném bom dữ dội vào Ukraine trong tuần này, Nga đã chứng minh rằng họ có quá đủ UAV tấn công và tên lửa để tàn phá quân đội Ukraine trên lãnh thổ của mình với giả sử Moscow hiện có thông tin tình báo để xác định vị trí của đối phương. Nhưng ông Sukhov cho biết, Moscow có thể lưu ý đến việc gây hại cho chính công dân của mình bằng phản ứng thiêu dụi ở Kursk. Ông nói, họ có thể muốn chọn lọc mục tiêu hơn một chút. Ngoài ra còn có bóng ma về một vụ tai nạn nhà máy điện hạt nhân Kursk nằm cách nơi giao tranh khoảng 40 km. Các hoạt động tại nhà máy vẫn đang diễn ra, nhưng công trình này không có máy vòng bảo vệ và do đó cực kỳ dễ tổn thương và dễ bị tấn công ông Rafael Mariano Grossi, người đứng đầu cơ quan nguyên tử của Liên Hợp Quốc, IAEA cho biết sau chuyến thăm ngày 28 tháng 8, Điện Kremlin đã nói rõ rằng với cuộc xâm nhập của Skr, Ukraine sẽ phải lĩnh hậu quả. Những hành động thù địch như vậy không thể tiếp diễn mà không có phản ứng thích hợp. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên vào ngày 27 tháng 8. Ở một diễn biến khác, chiến dịch của Ukraine nhằm xâm nhập biên giới Nga đã kéo dài 3 tuần. Các lực lượng nước này đang tiến từng bước một tại tỉnh Kursk, miền Tây nước Nga, nhưng có nguy cơ một số vùng lãnh thổ ở những khu vực khác, đặc biệt là Donbass. Trong khi đó, Nga đang tiếp lửa cho mặt trận Kursk nhằm đánh sập cứ điểm mà Ukraine chiếm được. Trong đánh giá mới nhất, Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine CDS cho biết, các lực lượng Ukraine chiếm được thị trấn Mavevka và đang hoạt động ở phía tây Nechayevka. Cùng lúc đó, các lực lượng Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine gần Komoroka, trong khi Lữ đoàn Thủy quân lục chiến độc lập số 810 của hạm đội Biển Đen và Lữ đoàn Tấn công Không quân độc lập số 11 đã phản công ở khu vực plekhovo boki spanoe Giao tranh vẫn tiếp diễn ở Olgoka và Kremianoe, gần Malaloknia và ở Boki, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Tướng Alexander Serinsky tuyên bố quân đội nước này đã chiếm được khoảng 100 khu định cư, tương đương gần 1.300 km vuông lãnh thổ trong chiến dịch đột kích kéo dài 3 tuần. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn tiếp tục đạt được tiến triển tại Kursk. Nga đang rút quân khỏi các khu vực khác và đã tập hợp được một lực lượng lớn. Ngoài ra, họ đang tăng cường nỗ lực tấn công ở khu vực Pokrovsk. Chúng tôi cũng đang tập trung lực lượng và phương tiện chính của mình ở khu vực này. Theo ông Oleksandr Syrinsky, Nga đã triển khai 30.000 quân tới tỉnh Kursk và số lượng binh lính Nga ở đó đang tăng lên từng ngày. Sau khi phá hủy ba cây cầu chính bắc qua sông Seim trong khu vực, Ukraine tiếp tục phá hủy những cây cầu phao mà Nga mới dựng lên. Ước tính có khoảng 3.000 binh sĩ Nga bị mắc kẹt ở phía nam con sông, trong khi quân đội Ukraine đang tiến từ phía đông và phía tây. Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một trạm biến áp điện, và một xe tải Cam AZ thuộc lực lượng Sever của Nga đang chiến đấu tại Kursk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 27 tháng 8 tuyên bố các lực lượng nước này đang đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine, các đơn vị của lực lượng Sever Được sự hỗ trợ của không quân và pháo binh đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Bokki, Kulbanki, Kremianoe, Noe, Malaya Lopnia. Ngoài ra, Nga cũng ngăn chặn các nỗ lực tấn công theo hướng Krasnoptia Berskoe, Ongopka, và Theo phương tiện truyền thông và các blogger quân sự, giao tranh đang diễn ra ác liệt tại một số khu vực lần cận. Ở Kursk, quân đội Ukraine đang nỗ lực chiến đấu để tiến vào khu vực Bengoros. Trong thông báo trên Telegram, thống đốc Bengoros, Via Cheslav Gladkov cho biết có thông tin cho rằng đối phương đang cố gắng đột kích qua biên giới của khu vực Bengoros. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tình hình ở biên giới vẫn khó khăn, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, quân đội của chúng tôi đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ. Kênh Telegram Mask được cho là có liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật của Nga thông tin. Khoảng 500 binh sĩ Ukraine đang tấn công hai trạm kiểm soát, tại Nekoteyevka và Sebekino ở Bengoros và các trận chiến đang diễn ra ác liệt ở cả hai khu vực. Hiện tại đang có một trận chiến diễn ra ở đó, lực lượng biên phòng đã đáp trả mạnh mẽ, sau đó phía Nga đã điều trực thăng đến để bắn vào các đối phương, kênh Telegram Mass đưa tin, dầu của Zone dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, mục tiêu của Ukraine tiến hành đột kích Bengros là để bảo vệ những bước tiến mà họ đã đạt được khi tiến đánh tỉnh Kursk dập danh. Nhận thức rõ nguy cơ từ chiến dịch đột kích của đối phương, quân đội Nga đã tái triển khai binh sĩ từ một số khu vực giao tranh ở Ukraine tới bảo vệ Kursk. Tuy nhiên, các chỉ huy quân sự nước này vẫn giữ nguyên lực lượng tại những điểm nóng xung đột hoặc những khu vực mà Nga dành ưu tiên hàng đầu như Pokrovsk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định, quân đội Nga nhiều khả năng sẽ tiếp tục tái triển khai lực lượng từ các khu vực có ưu tiên thấp hơn tại Ukraine đến bảo vệ Kursk. Trước đó, Nga đã bố trí một số lực lượng tại Kursk như Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 810, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 155, Lữ đoàn Dù 11, Trung đoàn Dù 56 và Trung đoàn Dù 51. Đây là các đơn vị lính thủy đánh bộ và lính dù tình nhuệ mà Nga triển khai trong chiến đấu. Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 810 và 155 trước đó từng chiến đấu ở gần Kharkov tại Ukraine, còn lữ đoàn dù 11 đã tham gia vào các hoạt động tấn công xung quanh Chasovia ở Donbass. Tại miền đông Ukraine, Nga không chỉ đẩy mạnh tấn công Pokrovsk mà còn tiến đánh trung tâm hậu cần khác của Ukraine là Toresk, cách đó khoảng 64 km về phía đông nam. Cuộc tấn công của Nga đang đe dọa làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine tại Donetsk, những binh sĩ Ukraine chiến đấu ở các khu vực nóng nhất của mặt trận cho biết họ phần lớn bị áp đảo về hỏa lực và quân số. Khả năng của Nga trong việc triển khai các cuộc ném bom trên không không ngừng nghỉ đang buộc binh sĩ Ukraine phải rời khỏi một số vị trí kiên cố nhất. Một số nhà phân tích phương Tây nhận định, việc tìm cách chống lại mối đe dọa từ Nga vẫn là ưu tiên hàng đầu về mặt quân sự và ngoại giao, ngay cả khi Ukraine tham gia vào một nước cờ táo bạo để đảo ngược thế trận bằng cách tiến hành cuộc xâm nhập xuyên biên giới vào khu vực Kursk. Ukraine hy vọng rằng cuộc tấn công Kursk sẽ buộc Nga phải triển khai nhiều lực lượng hơn để bảo vệ khu vực này, do đó làm giảm bớt áp lực đối với họ ở mặt trận phía đông. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, không có dấu hiệu cho thấy Nga giảm tần suất chiến đấu ở miền đông Ukraine, trái lại Moscow lại tấn công dữ dội hơn và các thị trấn như Toresk. Một số nhà quan sát cho rằng cả Nga và Ukraine đều đang áp dụng chiến lược đánh và phản đòn. Sau hơn 2 năm giao tranh ác liệt, hai nước đều cho rằng đối thủ của họ sẽ bị kéo căng trên nhiều mặt trận và dễ gánh thương vong nặng nề hơn. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến các vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.